Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, dù đục dù trong con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh, dù người phàm tục hay kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Thưa cô bác anh chị Tân Hợi, có một con ốc sên nhỏ, luôn giận mình vì cái vỏ cứng trên lưng, vừa nặng nề khó coi. Nó ngưỡng mộ con chim bay trên trời, có trời cao bảo vệ. Nó ngưỡng mộ con chùn dưới đất đen, có đất dày che chở. Nhưng mẹ ốc sên nói với nó, con không tựa vào trời, cũng không tựa vào đất, cho nên tựa vào cái vỏ cứng trên mình của con. Cái vỏ trên mình tuy không đẹp, nhưng lại bảo vệ an toàn cho bản thân. Nếu chúng ta ghét bỏ chính bản thân mình và hâm mộ người khác, làm sao chúng ta có thể thành công? Quý cô bác anh chị Tân Hợi thân mến, tất cả phẩm chất của cô bác anh chị đều do tự chính cô bác anh chị xây dựng nên, phúc lạc người khác ban cho cô bác anh chị, không thể nương nhờ. Phải tự khẳng định mình, tự mình cố gắng tiến lên, tự mình lấy phúc lạc. Chỉ khi tự mình ngã quỵ trước mới có thể không bị người khác đánh gục. Cần tin tưởng vào vận mệnh đang nằm trong tay của chính mình. Từ khi ra đời, bản mệnh cô bác anh chị Tân Hợi dần dần cảm nhận được nhiều vấn đề nhân sinh như sinh lão bệnh tử, thị phi giữa người giàu với người nghèo. Ngoài ra còn một số vấn đề khác như quốc gia, xã hội, kinh tế, tình cảm, nhân sự. Một số cô bác anh chị rất dễ bị những vấn đề ấy đánh gục, một số khác thì không. Trên thực tế, việc lập thân ở đời, muốn không bị người khác đánh gục, quả là điều không dễ dàng gì, bởi vì trong xã hội khắp nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Đâu đâu cũng có kẻ ganh ghét cô bác anh chị, hãm hại cô bác anh chị, phát sinh những chướng ngại của thế lực đen tối. Muốn tránh khỏi những thế lực đen tối ấy, cô bác anh chị phải cẩn thận chú ý, không làm những chuyện thương luân bại lý. Chỉ cần đầu thuyền ổn thì không sợ sóng cả xô dồn bốn phía, sóng gió trong xã hội càng lớn. Người có tài cán và liên tục học hỏi tiến lên càng vững chãi, tự nhiên không thể bị người khác đánh gục. Bùn dơ có thể nuôi lớn hoa sen, nhà nghèo có thể bồi dưỡng con hiếu. Nỗi lo lớn có thể tu luyện gang thép, cảnh khó có thể thành tựu vĩ nhân, đắng chát có thể ủ thành ngọt, phiền não có thể chuyển thành bồ đề. Cuộc sống như con sóng, có bụng sống cũng có đỉnh sống. Những vất vả tuổi nhục ở thời điểm hiện tại mà cô bác anh chị đang phải gánh, cô bác anh chị hãy lấy đó làm niềm vui, bởi vì buồn hay vui thì bản mệnh Tân Hợi vẫn phải gồng gánh những điều bất như ý xảy đến với cuộc đời mình. Vậy tại sao không chọn sự tích cực, tin rằng với sự nỗ lực của mình, cô bác anh chị sẽ sớm ngày đạt được những điều mình mong muốn. Khi ở trên núi cao, cô bác anh chị hãy khoan ca lớn, khi ở chỗ thấp cũng đừng rơi lệ cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay bây giờ, không để quý cô bác anh chị chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời cô bác anh chị Tân Hợi cùng theo dõi nhé. Người tuổi Tân Hợi đa phần là những người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương mọi người, họ sống hết lòng với những người xung quanh. Họ tự do, thoải mái, phóng khoáng và rộng rãi, vì vậy họ rất được lòng những người xung quanh, được mọi người yêu quý và kính trọng. Những người sinh năm Tân Hợi, bản chất nhút nhát nhưng họ rất kiên nhẫn và tỉ mỉ, họ luôn cố gắng không bỏ rơi người khác, họ sống hòa đồng, thích tụ tập đông người và thường lui tới những nơi quen thuộc. Người tuổi Tân Hợi tuy có tính cách nhanh nhẹn, tháo vát nhưng lại thích làm việc từ tốn và có phần chậm chạp. Trong bảng 12 con giáp, tuổi này được cho là con giáp thích sung sướng, an nhàn. Người tuổi Tân Hợi thường mong muốn có một cuộc sống dễ dàng, hạnh phúc nên họ thường rất nỗ lực để có được những điều mình mơ ước. Người tuổi Tân Hợi đa phần là người sống tình cảm, họ rất yêu gia đình của họ, tuy nhiên họ không mấy khi bộc lộ cảm xúc mà chỉ âm thầm thực hiện bằng hành động. Vì vậy, tổ ấm của họ rất ấm cúng, thoải mái, tràn ngập tiếng cười, tâm hồn thân thiện. Những người tuổi Tân Hợi thường là những người thẳng thắn, trung thực và rất hòa đồng. Họ luôn đồng cảm với những khó khăn bất hạnh của người khác, họ rất thích tham gia vào các hoạt động cộng đồng và từ thiện, thân thiện. Người tuổi Tân Hợi luôn thân thiện hòa đồng. Họ hiếm khi tức giận quát mắng hay to tiếng với ai, ngay cả khi người đó mắc sai lầm nghiêm trọng, họ luôn có tấm lòng bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định, ngay cả khi gặp khó khăn và thử thách, họ cũng không phàn nàn hay ỷ lại vào người khác, họ sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung và quyết đoán. Tính kiên nhẫn, người sinh năm Tân Hợi không thích gây gổ hay tranh cãi với người khác, tính cách của người sinh năm này rất dễ tiếp thu, để làm hòa và thuận hòa. Ngay cả khi bị người khác cố tình gây sự, họ vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã. Tuy nhiên, ai cũng có giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn, người sinh năm Tân Hợi sẽ vô cùng tức giận, bực tức, thậm chí có thể xảy ra ẩu đả.
nhưng tình huống đó cũng nhanh chóng trôi qua và họ không màng chuyện cũ. Trân trọng, người tuổi Tân Hợi rất chân chất, lương thiện nên xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt, yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng như thế, họ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, phô trương, họ luôn khiêm tốn nhất có thể. Trái tim vị tha, người tuổi này sống rất lương thiện, có tấm lòng vị tha, nhân hậu, không những vậy họ còn vô cùng hào phóng, rộng lượng, họ luôn giúp đỡ những người xung quanh một cách nhiệt tình và hết lòng. Trao niềm tin một cách mù quáng, người tuổi Tân Hợi dễ dàng trao gửi niềm tin cho những người không thực sự thân thiết, sự cả tin của họ đã khiến họ phải trả giá đắt. Nhiều sai lầm và thất bại trong cuộc sống, họ sẽ rơi vào khủng hoảng khi phát hiện ra người mình tin tưởng lại lừa dối mình, lợi dụng và hãm hại mình. Quá cứng nhắc, một trong những điểm khiến tính cách Tân Hợi trở nên kém hấp dẫn trong mắt người khác. Người tuổi này rất cứng nhắc, những người tuổi Tân Hợi không có sức mê hoặc người khác, không có sức quyến rũ, không hay nói những lời ngọt ngào để bộc lộ tấm lòng chân thành của mình, khiến những người xung quanh cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt, thậm chí sẽ rời bỏ bạn. Quá nóng, người sinh năm Tân Hợi thường tính tình đoan chính, có phong thái hào hiệp, hay giúp đỡ người khác làm niềm vui, có thể đảm đương nhiệm vụ khó khăn cho người khác mà không than phiền. Khi thấy bạn bè gặp khó khăn, họ sẽ đứng mũi chịu sào và chịu cực. Đôi khi điều này sẽ khiến người tuổi Tân Hợi dễ bị mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi Tân Hợi nên tìm hiểu kỹ về nhau trước khi trao gửi niềm tin. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11/2023 âm lịch, chủ quan, nóng nảy, sẽ dễ rước tai họa về mình. Nhìn chung, nếu người tuổi Tân Hợi phải tự lực trong tháng này thì khó khăn xuất hiện rất nhiều để cản đường bạn, đặc biệt là nửa cuối tháng, có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng, lúc này bạn phải giữ vững tinh thần lạc quan mới có thể vượt qua. Về khía cạnh công việc, bản mệnh nên cẩn trọng hơn, vì bạn do chủ quan hay cầu thả nên hay mắc phải sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Trước khi nói hoặc làm gì, cần phải suy tính kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm cuộc sống vào công việc. Phương diện tài lộc, người tuổi Tân Hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc, nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Nguyệt lệnh lâm tuyệt mệnh cho thấy thái độ chủ quan đang gây hại cho bản mệnh, khiến công sức đổ sông đổ bể. Cho dù trước đó bạn đã nỗ lực rất nhiều, lại là con giáp không giỏi ăn nói, nên bản mệnh cũng dễ đắc tội với mọi người xung quanh. Tuy nhiên trong tháng này, việc kinh doanh ăn uống lại thuận lợi. Khi đông khách, bản mệnh vẫn nhớ đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cố gắng để đồ ăn luôn tươi ngon, thu hút thêm nhiều khách hàng trung thành. Tử vi sự nghiệp. Tử vi tháng, phương diện công việc của người tuổi Tân Hợi không thực sự diễn ra theo những gì mong đợi, cho dù trước đó bạn đã lên kế hoạch chi tiết. Thế nhưng vẫn luôn có những điều không thể lường trước được, may mắn là bạn có khả năng thích nghi cao, nên mọi việc lại sớm suôn sẻ ngay thôi. Mặc dù là người tài năng và thông minh, nhưng đôi lúc bạn lại nhún nhường, đặt bản thân vào thế yếu, đồng thời bạn cũng thiếu sự kiên nhẫn và quyết tâm để kiên trì với mục tiêu mình đặt ra. Hãy luôn nhớ rằng, những ý tưởng tuyệt vời sẽ nhận được sự tán thưởng, cho dù trước đó bản mệnh có nêu ra một ý tưởng có vẻ ngớ ngẩn nào đó. Nhờ có tam hội mà bạn được đồng nghiệp yêu quý rất nhiều, đó là điều mà bạn mong muốn nhất lúc này, hãy tận dụng nó thật tốt. Tử vi tài lộc. Người tuổi Tân Hợi hứa hẹn sẽ đón một tháng đáng mong đợi, với vận trình tài lộc đột phá và rủng rỉnh, khi có thiên tài nâng đỡ, sẽ có nhiều nguồn thu đổ về. Đối với những ai nhanh nhẹn, đầu tư nhiều hạng mục khác nhau trong thời gian qua, nhiều người trầm trồ, cho rằng bạn may mắn, nhưng họ đâu biết rằng, để có ngày hôm nay, bạn cũng đã phải trải qua không ít lần mất tiền cho những khoản đầu tư dại dột của mình rồi. Qua những lần đó, bạn đã rút kinh nghiệm hơn nên hạn chế phần nào rủi ro. Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là bạn loại trừ hết những sự cố trong việc đầu tư. Bạn luôn phải cẩn trọng và nhớ có biện pháp phù hợp hỗ trợ khi mà các khoản tiền của mình bị mất do kinh doanh, đầu tư sai cách. Hơn nữa, tháng này có thể thấy bản mệnh rất chú trọng quan tâm đến hình thức bên ngoài. Bạn muốn thu hút người khác giới. Bằng cách này quả là sáng suốt, thế nhưng cẩn trọng với việc chi tiêu hơn, bạn đang có xu hướng mua sắm quá tải rồi đấy. Tử vi tình duyên. Xem tử vi tháng 11/2023 của 12 con giáp âm lịch, thiên diêu chủ về đào hoa, phong lưu, cho thấy người độc thân có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng không phải ai cũng thích được săn đón, nhất là đối tượng mà người tuổi Tân Hợi không thích,
thì bạn sẽ phải tìm cách né tránh khá mệt mỏi. Lời khuyên cho một số con giáp tuổi Tân Hợi là đừng vì sự cô đơn mà đồng ý yêu một ai đó. Có những người yêu rất nhanh, sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ, nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Trong suy nghĩ của mình, bạn cho rằng tình yêu là vô hạn và có thể đánh bại bất cứ mối quan hệ nào. Đồng thời bạn là người công khai khi yêu, sẵn sàng đăng lên mạng xã hội mối quan hệ của mình với nửa kia, dù chúng chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi. Trong tháng này, các cặp vợ chồng rất đa nghi, nảy sinh sự ghen tuông khi bạn cảm thấy có dấu hiệu của sự phản bội ở đây. Nếu cần hãy thẳng thắn trò chuyện để biết mình nên làm gì để cải thiện tình cảm hiện tại, tránh để sự thiếu tin tưởng khiến tình yêu rạn nứt. Tử vi sức khỏe. Tiếp nối tử vi tháng 11/2023 âm lịch, trong tháng này có dấu hiệu cho thấy con giáp tuổi Tân Hợi khá lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn mải mê chạy theo những điều hư vô trong cuộc sống, nhưng bỏ quên đi người quan trọng nhất, đó là chính mình. Ảnh hưởng của thủy khí vượng nên sức khỏe của bản mệnh bị giảm sút rõ rệt, nhất là ai hay thức khuya, sẽ thấy mình bị giảm cân hoặc tăng cân nhanh. Bạn chủ quan nên bỏ qua các dấu hiệu không tốt của cơ thể. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, càng động nhiều, càng có tiền. Theo tử vi khoa học, công việc tháng cuối cùng của năm tuổi Tân Hợi không dễ thở như bạn nghĩ. Sự xuất hiện của dịch mã động tinh báo hiệu những tháng ngày vất vả tất bật, mọi việc cần gấp rút hoàn thiện, việc nọ chồng việc kia, vừa phải tập trung tinh thần cao độ, vừa phải tăng ca mới giải quyết hết. May mắn tháng này, hội nhiều các tinh hỗ trợ, có quý nhân đến giúp sức, tuổi Tân Hợi cứ xông xáo làm việc, cuối tháng được đền đáp bằng mức thù lao xứng đáng. Tài lộc có thu hoạch nhất định, nhìn thấy rõ ở khoản tiền lương và thưởng cuối năm. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng, rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo tiền mất tật mang. Sức khỏe nhìn chung bình ổn, lưu ý giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh phong hàn, cẩn thận khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, họa huyết quang, đào hoa nở rộ, có lợi cho người độc thân. Càng đi nhiều, đi càng xa, càng có nhiều cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình, nhìn chung gia đạo an yên, vợ chồng hài hòa, không phải khổ tâm vì tình cảm. Thưa quý vị, Minh Đường Tử Vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý anh chị trong năm 2024 là hung hay cát. Tuổi Tân Hợi cầm tinh con lợn, có ngày sinh trong khoảng từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972 dương lịch, thiên can Tân. Kết hợp với địa chi Hợi, ý nghĩa khuyên dưỡng chi chư, lợn nuôi nhốt, nam mạng Tân Hợi 1971, mệnh kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức. Đối với nam mạng, theo ngũ hành năm Giáp Thìn 2024, mệnh hỏa tương khắc với mệnh kim của tuổi Tân Hợi, nhưng có can Tân bình hòa với Giáp, chi Hợi bình hòa với Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Nhìn tổng quan, vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực. Ở độ tuổi 54, chủ mệnh đã dày dặn kinh nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết nên có thể giải quyết mọi việc, chuyển họa thành phúc. Trong năm 2024, nam Tân Hợi 1971 nên chú ý tu dưỡng lời ăn tiếng nói của mình, dĩ hòa vi quý. Để tránh thị phi, chỉ cần giữ được tâm tính điềm tĩnh, suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ thuận lợi như ý muốn. Vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm Giáp Thìn đi theo quỹ đạo vốn có nên không có nhiều biến động. Một số nam Tân Hợi đã nghỉ hưu, một số thì vẫn duy trì công việc ổn định, tiến triển khá tốt. Bên cạnh đó, nam mạng Tân Hợi vẫn sử dụng tốt trí tuệ, bản lĩnh của mình để cố vấn, tham mưu cho con cháu phát triển. Công việc trong năm 2024 của nam tuổi Tân Hợi thiên về bảo toàn thành quả nhiều hơn, làm mở mới những dự án. Nếu có ý định làm gì, mệnh chủ nên cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng. Đây cũng là thời điểm nam tuổi Hợi 1971 an tâm, thảnh thơi với sự nghiệp của mình. Vận tài chính của nam Tân Hợi 1971 trong năm Giáp Thìn được ổn định, không lúc nào gặp túng thiếu, với kỹ năng quản lý dòng tiền, sống có kế hoạch, chi tiêu hợp lý, nên mệnh chủ luôn có tình hình tài chính thuận lợi, đảm bảo dư giả về tiền bạc. Trong năm Giáp Thìn, có thể nam mạng Tân Hợi sẽ đầu tư tiền bạc vào công việc của con cháu và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện. Những việc này đều rất hợp lý, giúp mệnh chủ tích lũy được phước báu, có ích cho sự thịnh vượng của gia đình về sau. Là người lớn tuổi trong gia đình, nam mạng tuổi Tân Hợi
biết cách điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên sao cho gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau, chủ mệnh sẽ vượt qua sự khác biệt giữa các thế hệ, giữ tâm khí chuẩn mực, tránh được sự khó tính hay nóng giận, giúp không khí gia đình hòa thuận êm ấm. Trong năm 2024, quý nam tuổi Tân Hợi có thể đón nhận tin vui thêm từ người thân trong gia đình, tình cảm vợ chồng sâu sắc hạnh phúc viên mãn bởi mệnh chủ và người bạn đời. Dành thời gian yêu thương và trò chuyện với nhau, điều đó sẽ làm giảm sự cô đơn, cảm giác hụt hẫng khi tuổi tác đã bước sang giai đoạn xế chiều. Ở độ tuổi này, vấn đề hàng đầu mà nam tuổi Tân Hợi cần ưu tiên chính là sức khỏe. Mệnh chủ cần tránh những công việc quá nặng nhọc và căng thẳng. Cùng với đó, bản mệnh cần thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh, vận động thể dục thể thao mỗi ngày, giúp tạo năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái. Ngoài ra, nam tuổi Tân Hợi không nên chủ quan, thay vào đó hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên để điều trị hợp lý. Luôn chủ động chăm sóc bản thân là chìa khóa để quý ông có một lối sống lành mạnh, cuộc đời an vui. Riêng với nữ mạng, do tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi 1971, nữ mạng trong năm 2024 có một số thử thách đầu năm, nhưng về sau gặp nhiều yếu tố thuận lợi như ý. Mệnh chủ không nên quá lao tâm làm việc mà cần ưu tiên đến sức khỏe bản thân nhiều hơn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần sẽ mang đến niềm vui mỗi ngày. Trong năm 2024, nữ Tân Hợi 1971 không còn phải vướng bận chuyện gia đạo, con cái đã lớn khôn, tự lập nên mệnh chủ có thể yên tâm. Bên cạnh tin vui gia đạo, nữ mệnh Tân Hợi sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực từ việc ăn chay hướng Phật, cuộc sống tự tại an nhiên. Năm Giáp Thìn, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nữ mạng không có nhiều biến động, khá ổn định. Một số đã về hưu lo công việc gia đạo, một số vẫn đi làm thì sẽ duy trì những công việc nhẹ nhàng, không còn gánh nặng kinh tế, nên tâm lý làm việc của quý bà cũng thoải mái hơn. Công việc trong năm được nữ mạng Tân Hợi thực hiện cẩn thận và chu đáo. Nếu có ý định đầu tư, lời khuyên cho mệnh chủ là không nên vội vàng, cần thận trọng tìm hiểu kỹ và lựa chọn phương án an toàn. Vận tài chính của nữ Tân Hợi 1971, năm 2024 vẫn có sự tiến triển đều đặn từ kế hoạch dài hạn của mệnh chủ. Các khoản thu chi rất hợp lý, vì vậy nên cuộc sống không có áp lực tài chính, duy trì được những khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai. Năm Giáp Thìn, nếu nữ mạng Tân Hợi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới thì nên suy xét cẩn thận. Nếu cho vay mượn tiền hoặc ký kết hợp đồng, mệnh chủ nên có giấy tờ rõ ràng, minh bạch để không gây nhầm lẫn sau này. Gia đạo nữ mạng tuổi Tân Hợi năm nay được hưởng êm ấm thuận hòa, con cháu có được cuộc sống tốt thành đạt, độc lập về kinh tế. Do vậy, mệnh chủ có thể được nhờ con và cuộc sống hạnh phúc thành thơi. Năm 2024 Tân Hợi nữ mạng sẽ có nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, nghỉ ngơi cho bản thân thêm năng lượng. Bên cạnh đó, quý bà nên tích cực làm việc thiện, khuyên rằng con cháu sống tốt đẹp để tăng trưởng phúc đức, giữ gìn truyền thống gia đạo. Ở độ tuổi 54 này, quý nữ tuổi Tân Hợi không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Hãy tích cực chăm sóc bản thân bằng cách giảm khối lượng công việc lại, tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc, thường xuyên thăm khám định kỳ để biết được tình hình sức khỏe. Trong cuộc sống hàng ngày, dù có gặp chuyện gì thì nữ Tân Hợi cũng bình tĩnh đón nhận, tích cực lạc quan, không nên quá lo lắng, giữ cho tâm lý vững vàng an yên thì sẽ khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Thưa quý vị, đứng trước Bồ Tát Quan Thế Âm, chỉ cần nhẩm niệm ba nguyên tắc này sẽ cầu được ước thấy, khổ nạn tất qua. Vì sao phải khấn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát? Các vị Bồ Tát là những bậc được cát tinh bởi đức hạnh cao quý tuyệt vời của Đức Phật và được thánh hóa để trở thành nhu cầu của quần chúng. Nếu như Bồ Tát Văn Thù là hình tượng biểu trưng được thánh hóa về khao khát trí tuệ, tri thức mà con người gửi gắm, thì Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh được con người thánh hóa để làm chỗ nương tựa cho tâm hồn của chúng sinh. Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mang tới tình thương và sự che chở bảo hộ, một bàn tay hiền từ tươi mát tưới tẩm, cảm thông và soi dịu nỗi đau thương tang tóc trong cuộc sống của nhân loại. Quan Thế Âm tiếng Vạn gọi là Avalokvara, nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu mà cứu độ một cách tự tại. Do Ngài lắng nghe âm thanh một cách tự tại mà chứng được bản thể chân thường của vũ trụ, nơi nào, lúc nào trong vũ trụ có tiếng chúng sinh đau khổ kêu cầu thì Ngài hiện thân cứu độ rất tự tại, cho nên Ngài có tên là Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại. Nguyên tắc thứ nhất, những gì bạn cầu xin phải phù hợp với nhân quả. Hầu hết mọi người đi chùa lễ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đều là do có việc cầu xin Bồ Tát. Chúng ta có thể cầu Bồ Tát nhưng không được cầu những điều trái với luật nhân quả. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên
bạn cần ghi nhớ khi khấn niệm trước Quan Thế Âm Bồ Tát để những điều bản thân mong cầu có thể linh nghiệm. Đây là lý do tại sao một số người dù có chăm chỉ quỳ lạy trước Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng không có tác dụng gì. Đạo Phật thường nói, gieo nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Chư thần Bồ Tát tuy có thần thông quảng đại nhưng cũng không thể thay đổi nhân quả. Nếu điều bạn cầu xin các ngài đi ngược lại với luật nhân quả thì Đức Phật cũng không thể giúp được bạn. Nguyên tắc thứ hai, những việc bạn làm đều phải hợp nhân quả. Khi đứng trước Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải luôn quán chiếu lại hành vi của mình, nhớ lại xem mình có làm điều gì, vi phạm nhân quả hay không. Đây chính là điều thứ hai cần ghi nhớ trong nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu thường sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói bậy, nói tục, nói dối, nói lời ác khẩu làm tổn thương người khác, dù bạn có xin Bồ Tát ra chỉ cũng vô ích, bởi vì nhân ác chắc chắn sẽ mang lại quả ác. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng chỉ là tác duyên cho chúng ta. Còn việc chúng ta cầu nguyện có linh ứng hay không còn phụ thuộc vào phước báu của mình ra sao. Chúng ta không thể đòi hỏi cái gì vượt quá phước báu của mình được. Nguyên tắc thứ ba, bạn phải tin vào luật nhân quả. Nhân quả trong Đạo Phật giúp chúng ta sống phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin vào nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Đã tin theo Phật thì phải tin vào nhân quả, làm nhiều việc thiện, ít làm điều ác. Chỉ khi gieo nhân lành, tạo duyên với Bồ Tát thì may mắn mới tự tìm đến. Sự hợp lý trật tự, ý nghĩa của một cuộc đời là do nhận thức và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.